Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi đã đến một món ăn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Về món mì truyền thống của Hàn Quốc. Đúng rồi. Giống như mì, lại giống như hủ tiếu. Không phải là hủ tiếu nhưng mà it's noodle. Mình chưa ăn cho nên không biết đâu các bạn. 엄마, 여기 드셔보신 적 없죠? 여기. My mom also never tried it before. So we will find it out. Có nổi tiếng? Nổi tiếng lắm. Ba mẹ con mình sẽ ăn thử và cảm nhận nha các bạn. Ok, let's go. Tên của món ăn là Changmoru. Chora. Có nhiều người. Always have a lot of people. Cái gì? Changmoru. Em hiểu. Ở đây có món nổi tiếng. Ở đây là... Món nổi tiếng ở đây là Kalguksu. I don't know what to, how to explain, but it's a type of noodle, but it's not noodle. You know? And also here is có món nổi tiếng là sujebi. Haemul Kalguksu, haemul sujebi là mì, hải sản. Sujebi, hải sản like bangkom. Really nổi tiếng luôn. Really famous. And I heard and really, and I think I'm really lucky to come here with you, with my mom. 아버님. 아버님. 15월 어떠세요? 좋아요. 이거 좋으세요? 아까 그 요금대로 3만 원. 아, 어떻게 해요? 또 영어 좀 뭐 mấy cái loại này nè. Cái này là kim chi củ cải trắng. 저는 kim chi, rong biển với lại thành lá rồi. Anh nghĩ là đây là món ăn nổi tiếng, cho nên anh muốn ăn một món nữa. Món gì vậy? Món Hàn Quốc. Haemul Pajeon. Haemul Pajeon là giống như bánh xé. Có hải sản, có hành lá. Ngon lắm. Ngon rồi nha. Giống như pizza vậy. Ăn nhiều đi. Ăn nhiều. Mà đi mua coi vô. Như grandma nha. Ăn nhiều đi. Hả? Pizza. It look like pizza. Pizza 같아. 여기요, 저기요. 여기 해물 파전 하나만 저희 주문했거든요. 할제비는 저 해물 파전 하나. 이거 애미가 나는 아니야. 애 cắt kim chi nha. 뭐 kim chi 어? Tại vì kim chi này gốc dài. Mình không thể nào mà. Wow. Ô ô ô mông này rồi. Rất là lớn luôn á. One time. I think I was wrong. Mình phải để cái này vô. Vô cái đó có món hình quả. Đó. Sao cái thứ kia món gì đâu? Đó.
짜면 되니? 어, 아니, 다 엄마 거 넣었어. 어. 그냥 저어가지고. everyone, mỗi one ăn có khi khách. Đi mà, đi mò mò. Mẹ nói là ăn nhiều đấy các bạn. Bà chiến kì. Nè, chào tạm Cảm ơn các bạn. 국물이 상처가 그리고 중국 회사 중에 서티를 갖고 있는 이렇게 유명하다는 This is really. Nhưng mà món cái này khó quá các bạn ơi. Món cái này rất là khó luôn đó, cứ à đúng rồi, mình sử dụng cái này nè. Rồi luôn. Cái sao thế sao? Cũng 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 em thấy ở trong đây là có cái này là có cái gì em không biết. Cái gì? What is it? Có gì đó? Yubu. Giống như thế? Cái này là suje bi. Cái này là cục su. Em có yubu à? Hả? Yubu? Yubu is... When we make a sushi, we use this. Delicious. Delicious. Yeah, cái này có vị hơi cay nhưng mà không có cay lắm. Các bạn mình nghĩ mẹ có thích cái món này các bạn, tại vì vị cay á. Không có cay ha. Hơi nhẹ. Bắt nhọt không? Bán gì nhỉ? Bán gì? Rất là đông luôn các bạn ơi. Ông mang ở đâu thế? Như thế nào? Em ạ, ông cho mấy chú được chưa? My mom says it's delicious, but I don't know if it's really delicious or not. I also think it's delicious, but not like, oh my god! Come on. Thành cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy delicious, em cảm thấy ngon. Nhưng mà cũng giống như vậy, không có cảm thấy là mùi vợ. Đúng rồi. It's delicious, đúng rồi. 맛있는데, 링도 막 엄청 맛있다, 이런 거. Đây là cái món giống như bánh xèo ở Hàn Quốc các bạn. Wow. Lớn quá anh ha.
Ở trong đây có hải sản chứ, có hình như là thịt nghĩa này. Để đây, để mẹ ăn. Như vậy nha, chắc chứ được. Như vậy nha, phải có đây vô qua đi. My mom always say, "Anh yêu dân." Mình sẽ dùng sốt này. Không phải, tôi sốt sẽ chưa được. Bột rồi, dân ở dưới đây nè tôi, ở dưới có nhiều tôm với lại dẹm lắm nè. Ừ, thiếu gì nè. Lọc tôm cho mẹ, anh lọc tôm cho mẹ đi. Ừ. Các bạn có nhiều cái con này lắm nè. Có nhiều lắm. Mà bạn. Có nhà mèo đấy. Có mèo. Chị có cay không? Dạ không. Nhưng mà ngọt, chị biết. Dạ đó. Hôm nay có đi tôi đắp sao rồi? Dạ. Dạ anh dạ. 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 Dạ.
có dịp đến tới Hàn Quốc các bạn nhớ ăn thử món này nha các bạn. Đây là món bánh xèo. Em thử bánh xèo nha. Có nãy giờ mẹ chưa bánh xèo thôi. Mẹ chưa bánh xèo. Bánh xèo hai chút nha. Không phải là bánh xèo mà. Quên. Trong này có mực. Một chín gà. Hãy xem. Is it okay? Only you have some, huh? How is it different? Phở là thịt bò. Phở thì cái vị của nó đậm đà hơn. Đậm đà hơn. Dạ, đậm đà hơn món này. Còn cái này là nó có mùi hải sản các bạn. Còn phở thì nó có mùi của thịt bò. Cái cọng phở nó rất là mềm ha. Cái này nó dai hơn. Hai món nó gồm khác nhau. Các bạn ơi, ăn hồi nào tới giờ nhưng mà vẫn còn rất là nhiều luôn. Đẹp thơm giặt với xích tiên cà ba. Khắp xinh đẹp. Còn rất là nhiều luôn á. Thôi tới đây mình xin kết thúc video. Ba mẹ con tiếp tục ăn nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Mẹ mình nè. Mẹ nè. Sao giờ? Bye.